Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại didongcaocap.vn. Nay didongcaocap.vn giới thiệu các bạn video thay mới phần loa trong của Samsung Galaxy J7216 mã J710. Khi loa trong là nghe gọi của Samsung Galaxy J7 của quý vị các bạn nghe rè, nghe nhỏ, nghe chập chờn lúc được lúc không. Quý hàng có thể gọi điện ngay đến đường dây nóng 04 66 75099. Hiện nay didongcaocap.vn đang là địa chỉ cung cấp loa trong, loa ngoài, dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy J7 216 hàng đầu hiện nay. Trên tay mình đây là phần loa trong của Samsung Galaxy J7 216. Đó là một cái dạng module rất là đơn giản này thôi. Khi bạn gặp có lỗi sự cố liên quan phần loa trong, loa nghe gọi của J7 216 thì quý hàng chỉ cần đến với didongcaocap.vn, kỹ thuật viên sẽ tháo phần loa cũ ra và thay mới cho quý vị các bạn, đơn giản, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn, quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp 472 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội hoặc gọi điện 04 66 75099. Kỹ thuật viên của didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại didongcaocap.vn chúng tôi.